các bạn đang nghe truyện Đế quốc đại phản tạc trên kênh TV Audio CV. Chương 1839, chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Hai, trước kia hắn làm việc ngay trong nha môn, chẳng qua là một chủ sự nho nhỏ mà thôi. Giang Vĩnh Tài cảm thấy hắn còn có vài phần tài cán, cho nên đưa tới bên cạnh mình, đảm nhiệm Giang Châu phán quan. Giang Vĩnh Tài nhíu mày, nói, nơi này là nha môn Giang Châu, về sau đừng gọi ta đại ca, phải công tư rõ ràng vâng đại nhân giang vĩnh tài phân phó nói với trương mậu đi ta đi gặp bọn họ một chút giang vĩnh tài bây giờ ý đồ mang ảnh hưởng vụ án rượu độc giang vĩnh vân mưu nghịch hạ thấp nhỏ nhất trải qua hắn khẩn cầu mãi cùng tiết độ sứ giang vạn thành cho phép bây giờ tiết độ phủ đã quyết định tiến hành xử lý khoan hồng đối với nhân viên dính tới vụ án giang vĩnh tài làm như vậy mục đích rất đơn giản đó là phòng ngừa vụ án rượu độc mưu nghịch tiến một bước lên men tạo thành toàn bộ Đông Nam tiết độ phủ trung chuyển. Phải biết Giang Vĩnh Vân lúc trước làm người nối nghiệp, không chỉ ở Giang Châu có một đám vây cánh, ở các nơi còn có không ít tùy tùng. Nếu thanh tra toàn bộ, vậy sẽ nhổ cây cải củ kéo ra cả bùng, phạm vi ảnh hưởng sẽ càng rộng hơn, lớn hơn. Từ chuyện Giang Châu liền có thể nhìn ra manh mối, rất nhiều người ở lúc thanh tra, lấy việc công báo thù riêng, chuyện chèn ép dị kỹ liên tiếp xảy ra. Nếu thật sự thanh tra xuống, vậy Đông Nam tiết độ phủ bọn họ không có nửa năm là không thể kết thúc trung chuyển. Thứ bọn họ bây giờ cần là ổn định, tiết độ phủ bọn họ cần đúc lại quyền uy. Bọn họ cần kết thúc trung chuyển, thu nạp lòng người. Cho nên Giang Vĩnh Tài lúc này mới quyết định mau chóng kết thúc vụ án này, có thể không bắt thì không bắt, có thể thả thì thả, tránh cho khủng hoảng tăng lên. Giang Vĩnh Tài tâm sự nặng nề đi tới hậu viện, trong sân đã tụ tập mấy chục quan viên mặc áo tù những người này tóc tai bù xù rất nhiều người trên thân vết máu loang lổ trên nét mặt tràn đầy sợ hãi bọn họ trước kia đều là quan viên cao cao tại thượng bởi vì liên lụy đến án rượu độc mưu nghịch lúc này mới vào tù nếu không phải giang vĩnh tài kịp thời ra mặt cầu tình bọn họ giống với những người đó lúc trước đã đầu rơi xuống đất ta là tri châu giang châu giang vĩnh tài giang vĩnh tài đứng ở trên bậc thang nhìn các quan viên thấp thỏm lo âu kia cố gắng khiến mình nhìn qua rất hòa ái. Các ngươi tuy liên lụy vào vụ án rượu độc mưu nghịch, nhưng ta cảm thấy con người không phải thánh hiền sao có thể không có sai lầm, các ngươi lại không phải chủ mưu, cho nên ta quyết định cho các ngươi một cơ hội hối cải để làm người mới. Từ hôm nay, các ngươi không cần về đại lao nữa. Ta sẽ một lần nữa sắp xếp công việc cho các ngươi, hy vọng các ngươi đừng cô phụ một phần khổ tâm của ta. Bọn họ tuy sớm biết được chuyện Giang Vĩnh Tài cầu tình cho bọn họ, nhưng bây giờ Giang Vĩnh Tài tự mình tuyên bố, vẫn khiến bọn họ vui quá mà khóc. Đa tạ đại nhân, đại ân đại đức của đại nhân, chúng ta suốt đời khó quên. Các quan viên ào quỳ xuống đất, có người khóc như mưa, cảm kích ân không dết của Giang Vĩnh Tài. Được rồi, được rồi. Về sau các ngươi làm việc cho tốt. Giang Vĩnh Tài nói với mọi người, chuyện này trôi qua liền sang trang rồi. Các ngươi về nhà nghỉ ngơi trước hai ngày, hai ngày sau đến nha môn giang châu tìm ta ta một lần nữa sắp xếp công việc cho các ngươi vâng mọi người sau khi lại ngàn ân vạn tạ lúc này mới chuẩn bị về nhà thu thập một phen ngày mai tới đưa tin giang vĩnh tài nhìn các quan viên này trong lòng rất cao hứng hắn một lần này đặc xá bọn họ những người này hắn cảm thấy ít nhất có một bộ phận sẽ cảm kích hắn làm việc thật tốt hả đang lúc giang vĩnh tài chuẩn bị về phòng mình đột nhiên ánh mắt liếc thấy một người chỉ thấy một người tóc tai bù xù, thế mà lại là nguyên giám sát ngự sử kim tham mị phủ trưởng sử ôn bá trọng. Ngươi đứng lại, Giang Vĩnh Tài gọi lại ôn bá trọng. Ôn bá trọng ngẩn ra, đành phải ngừng lại. Giang Vĩnh Tài quay đầu nhìn về phía thân thích phương xa trương mậu của mình, ôn bá trọng sao cũng ở hàng ngũ phóng thích, trương mậu vội giải thích, đại nhân, ngươi không phải nói cho bọn họ một cơ hội hối cải để làm người mới sao, Giang Vĩnh Tài mặt mũi âm trầm nói, nhưng ta lúc trước không phải dặn dò ngươi chủ mưu phải nghiêm trị tòng phạm có thể đặt xá sao ngươi sao lại mang ôn bá trọng chủ mưu này cũng xếp vào danh sách phóng thích vẻ mặt trương mậu có chút hoảng hốt cái này cái này ta có thể lúc ấy nghe nhầm giang vĩnh tài thấy thế lập tức biết trong đó có vấn đề lạnh giọng quát hỏi nói chuyện rốt cuộc là thế nào trương mậu bị dọa lập tức quỳ gối trên mặt đất đại nhân đại nhân ta sai rồi ta không dám nữa Trương Mậu vội giải thích, ông bá trọng nói cho ta 50 vạn lượng bạc, cho nên ta liền lặng lẽ mang hắn cũng đưa vào danh sách phóng thích. Giang Vĩnh Tài nhìn Trương Mậu quỳ ở trên mặt đất cầu xin tha thứ, đối với hành vi của gã vừa tức vừa giận, thất vọng triệt để. Người tha ông bá trọng chủ mưu bực này, có xứng đáng với đám người phương bình đại nhân đã chết không? Đến lúc đó bọn họ làm ầm lên, ta trấn an bọn họ như thế nào? Cái thứ được việc không đủ hỏng việc có thừa, ta sai rồi, ta sai rồi không dám nữa. Trương Mậu lớn tiếng xin tha. Giang Vĩnh Tài áp dụng thi thố rộng rãi, vì chính là trấn an lòng người, thu nạp lòng người. Nhưng cái này không ý nghĩa chẳng phân biệt đen trắng. Nếu không nghiêm trị chủ mưu, vậy thì không có hiệu quả chấn nhiếp. Thả người cùng giết người là hai chuyện khác nhau, hắn nếu là đáng giết thì giết, đồng thời nên thả thì thả, không thể vơ đũa cả nắm. Nhưng người mình đề bạc lên thế mà thu bạc, muốn lặng lẽ tha chủ mưu, điều này làm hắn rất tức giận. Ngươi làm ta quá thất vọng rồi, Giang Vĩnh Tài nghĩ đến tiết độ phủ từ trên đến dưới tham ô hủ bại, đáy mắt hiện lên nét tà nhẫn. Giang Vĩnh Tài hung hăng quyết tâm, trực tiếp phân phó, người đâu, bắt lại Trương Mậu, ngày mai xử trả ngoài chợ, sáng sớm hôm sau, Tri Châu Giang Châu Giang Vĩnh Tài bị gọi tới nhà môn binh mã sứ Đông Nam tiết độ phủ. Lúc Giang Vĩnh Tài đến, trưởng sử kim binh mã sứ Giang Vạn Thạch đang bưng một bát cháo loãng, ăn ngon lành. Giang Vĩnh Tài nhìn lão cha trở nên tiều tụy hơn rất nhiều, mở miệng chào hỏi. Cha, đến rồi, ngồi đi. Giang Vạn Thạch mở miệng hỏi, đã ăn sáng hay chưa, nếu chưa ăn cùng nhau ăn chút, cha, con đã ăn rồi. Giang Vĩnh Tài xoay người ngồi xuống. Hắn nhìn Giang Vạn Thạch đang hút cả ngụm cháo lớn, tò mò hỏi, cha, không biết sáng sớm gọi con đến có gì phân phó, Giang Vạn Thạch không chút để ý hỏi, nghe nói con hôm qua bắt trương mậu, buổi trưa hôm nay muốn ở ngoài chợ xử trảm hắn, Giang Vĩnh Tài hơi ngẩn ra, sau đó biết, khẳng định là người nhà của Trương Mậu nhờ người đến lão đầu tử nơi này cầu tình. Giang Vĩnh Tài thoải mái thừa nhận, là có chuyện như vậy. Giang Vạn Thạch nhìn con mình một lần, mở miệng nói, chuyện Trương Mậu này làm thật sự có chút khốn kiếp, nhưng tội không đến mức chết. Hơn nữa, hắn tốt xấu có quan hệ họ hàng với Giang gia chúng ta, con còn trẻ tuổi, làm việc không cần tuyệt tình như vậy, bằng không dẫn tới người ngoài chê cười. Giang vạn thạch dừng một chút, nói, như vậy, miễn đi toàn bộ công việc của hắn, giữ hắn một mạng đi. Giang vĩnh tài sau khi nghe xong lời này, chưa hé răng. Được không, con nói câu, đừng không hé răng. Giang vạn thạch thấy con trai mình không có phản ứng, lại bổ sung một câu. Giang vĩnh tài vẻ mặt nghiêm túc nhìn lão đầu tử, nói, cha, chính là vì hắn cùng giang gia chúng ta có quan hệ họ hàng, cho nên một lần này con mới không thể lưu lại lưu tình một lần này con nếu là buông tha trương mậu, vậy về sau con nếu là lại nghiêm trị người khác, không có ai sẽ chịu phục. Giang vạn thạch cao mày nói, ta biết con tân quan nhận chức có ba bó đuốc, muốn lập uy, nhưng đau cũng không thể chém lên trên thân người trong nhà. Cha, con không phải cố ý nhằm vào trương mậu, chỉ là chuyện này đã đụng phải, vậy không có dư địa quay về. Giang Vĩnh Tài giải thích, mấy năm nay quan lại lớn nhỏ Đông Nam tiết độ phủ chúng ta tham ô thành phong trào, chuyện gì cũng có thể dàn xếp vang xin hộ quan lại bao che cho nhau dân quán sôi trào dẫn tới tiết độ phủ uy nghiêm quét rác hôm nay đông nam tiết độ phủ chúng ta loạn trong giặc ngoài ở trên lúc mấu chốt này phải dùng thuốc mạnh mới có thể chữa bệnh nếu một lần này con tha cho trương mậu vậy ngày mai người khác đến cầu tình con cũng thả vậy con lại có uy nghiêm gì đáng nói đến lúc đó con phân công công việc người phía dưới đều ứng phó lấy lệ về lâu về dài chuyện gì cũng không làm được Giang Vạn Thạch tự nhiên cũng biết con trai mình nói là sự thật. Nhưng băng dày ba thước không chỉ chỉ do rét một ngày mà có. Bây giờ Đông Nam tiết độ phủ rung chuyển bất an, thứ bọn họ cần gấp là thu nạp lòng người, có một số việc không thể tích cực. Ta biết suy nghĩ của con là tốt. Giang Vạn Thạch lời lẽ thấm thí nói, nhưng Trương Mậu dù sao cũng là thân thích gian gia chúng ta, còn nếu tác phong sấm sét như vậy giết hắn, tự nhiên có thể lập uy. Nhưng đến lúc đó mỗi người đều sợ con, mỗi người đều xa cách con, khi mọi người đều không ủng hộ con, vậy con chính là người cô đơn, tương tự chuyện gì cũng không làm được. Giang Vạn Thạch nói với Giang Vĩnh Tài, Trương Mậu tốt xấu gì là người trong nhà, cho hắn một cơ hội hối cải để làm người mới. Con chung quy không thể mọi chuyện đích thân đi làm. Người nhà làm việc, chung quy so với người ngoài yên tâm hơn một chút. Giang Vĩnh Tài đối mặt lão đầu tử nhà mình khuyên bảo, lại không hề dao động quyết tâm muốn giết Trương Mậu của mình. Cha, Giang Vĩnh Dương tính là người nhà nhỉ, nhưng hắn chôn vùi trấn Nam quân, hôm nay nhận giặc làm cha, làm phản tặc. Giang Vĩnh Vân là người nhà nhỉ, nhưng hắn lại muốn độc sát tiết độ sứ đại nhân, muốn hãm hại bẩn thiểu nhà chúng ta. Giang Vĩnh Tài nhìn Giang Vạn Thạch, nói, Đông Nam tiết độ phủ chúng ta nếu muốn chấn chỉnh lại, nếu muốn rửa sạch tệ nạn kéo dài lâu ngày, vậy không thể dùng người không khách quan, không thể quan lại bao che cho nhau, phải lập quy củ, chỉ có lập quy củ, vậy công việc lớn nhỏ mới có thể xử lý thuận lợi, hôm nay cái gì cũng để ý tình cảm, cái gì cũng có thể dàn xếp, chính là vì không có quy củ, cho nên khắp nơi mới loạn hết cả lên. Giang Vĩnh Tài ánh mắt kiên định nói, cha nếu cố ý không để con giết Trương Mậu, vậy con tri châu Giang Châu này làm cũng không có ý tứ gì, con từ quan luôn bây giờ. Giang Vạn Thạch cũng không ngờ con trai nhà mình quật cường như vậy. Nhưng nghĩ đến tối hôm qua người trong nhà Trương Mậu chạy tới chỗ lão khóc sướt mướt cầu tình, lão liền tâm phiền ý loạn. Lão trầm mặt một lúc lâu, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Được rồi, con đã muốn giết, vậy giết là được. Giang Vạn Thạch nói với Giang Vĩnh Tài, nhưng ta vẫn nhắc nhở con, có một số việc quá mức thì không tốt. Con bây giờ tuy là tri châu Giang Châu, nhưng trọng trách Đông Nam tiết độ phủ này, về sau phải đặt ở trên thân của con. Con phải dựng lên một hình tượng rộng lượng, mà không phải một người hiếu sát máu lạnh. Một người lạnh lùng vô tình, là sẽ không thắng được mọi người tùy tùng giang vạn thạch nêu ví dụ con xem xem đông nam tuần sát sứ lý đình người này tâm địa độc ác thiết diện vô tư nhưng trừ lê gia ai thích hắn hắn hầu như mang tất cả mọi người đắc tội tới chết hắn đến giang châu lúc này mới một hai năm thời gian nhưng đã gặp phải mấy chục lần ám sát ta không hy vọng con biến thành người như lý đình đương nhiên con muốn giết người về sau không cần tự mình ra tay để người phía dưới đi làm đừng để trên tay mình dính máu, Giang Vĩnh Tài gật gật đầu, con nhớ rồi. Vậy được rồi, một lần này chuyện trương mộ ta không quản nữa, con bây giờ quan mới nhận chức, quả thật cần lập uy, hắn một lần này rơi vào trong tay con, tính hắn xui xẻo, Giang Vạn Thạch bị con trai mình thuyết phục. So sánh với toàn bộ Đông Nam tiết độ phủ, một thân thích tính cái rắm, đa tạ phụ thân thành toàn, được rồi, không có việc gì thì trở về đi. Giang Vạn Thạch gọi con mình tới chính là một chuyện như vậy mắt thấy hắn ý chí kiên quyết, lão cũng lười nói thêm nữa. Cha, con còn có việc cần bàn bạc với cha. Chuyện gì? Giang vạn thạch khoát tay, nói, nói đi. Cha, ân uy cùng sử dụng, mới là thượng sách. Giang Vĩnh Tài nói, một lần này con muốn giết Trương Mậu, khẳng định cũng sẽ khiến một lượng lớn người từng tham ô kinh hồn tán đảm. Con hy vọng có thể lấy danh nghĩa tiết độ phủ tuyên bố bố cáo, đặc xá những người tham ô ngày xưa, vô luận lỗi lớn nhỏ, đều sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đương nhiên, từ hôm nay trở đi, nếu ai dám không nghe hiệu lệnh, đưa tay khắp nơi nữa, một khi khẳng định hành vi phạm tội, trương mộ là kết cục của bọn họ, được, Giang Vạn Thạch cực cực đầu nói, chuyện này ta sẽ tự mình bẩm báo cho tiết độ sứ đại nhân, hẳn là không có vấn đề gì. Cha, con cảm thấy không chỉ đề cập quan lại lớn nhỏ, bao gồm đám Giang Dương đại đạo kia, đám sơn tặc giặc cỏ kia, cũng có thể xử trí bằng biện pháp tương tự chuyện trước kia đều có thể bỏ qua, chỉ cần cải tà quy chính, vậy chúng ta đều có thể cho bọn họ một cơ hội hối cải để làm người mới. Giang vạn thạch nhìn con mình một lần, đầu óc bắt đầu nhanh chóng tính toán. Làm như vậy tuy phạm vi đặc xá rất lớn, nhưng lại có thể khiến một lượng lớn người vào rừng làm cướp một lần nữa trở về cuộc sống bình thường, hơn nữa cảm kích tiết độ phủ bọn họ. Có thể, Giang Vạn Thạch đồng ý đề nghị của con mình. Cha, con hy vọng chuyện này mau chóng được thực thi. Giang Vĩnh Tài nói với Giang Vạn Thạch, con đạt được tin tức, Phục Châu Quân đã có dấu hiệu từ Phủ Đông Sơn, Phủ Ninh Dương rút quân. Một khi Phục Châu rút quân về Phục Châu, vậy Tả Kỵ Quân khẳng định sẽ nhằm vào hai địa phương này. Chúng ta muốn tranh đoạt với Tả Kỵ Quân hai phủ này, rất không dễ dàng. Quân đội chúng ta thứ nhất đánh không lại Tả Kỵ Quân, hơn nữa bây giờ toàn bộ bại lui đến phụ cận Giang Châu, cho dù là bây giờ chạy qua, cũng không kịp nếu có thể đủ mau chóng khiến lệnh đặc xá thông qua vậy chúng ta liền có thể đặc xá các phản quân tùy tùng giang vĩnh dương để bọn họ lâm trận phản chiến một lần nữa nghe theo tiết độ phủ hiệu lệnh như vậy chúng ta liền có thể tan rã thế lực dưới trướng giang vĩnh dương có thể không đánh mà thắng thu phục địa bàn đã mất so với tả kỵ quân trước một bước chiếm những nơi này giang vạn thạch không ngờ con mình cân nhắc lâu dài như vậy nghĩ đến một khi phục châu rút quân vậy các lộ thế lực bọn tả kỵ quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này thâu tóm hai phủ này bọn họ nếu phái binh đi khẳng định sẽ bùng nổ xung đột quy mô lớn với tả kỵ quân có thể đánh thắng được hay không còn khó mà nói nếu có thể đặc xá những người đó trực tiếp ủy nhiệm chức quan vậy thì có thể vượt trước địa phương lúc trước phản quân chiếm lĩnh chỉ cần một tờ giấy bổ nhiệm bọn họ liền có thể biến thành địa phương tiết độ phủ bọn họ trực tiếp khống chế được, ta lát nữa đi tìm tiết độ sứ đại nhân bàn bạc." Giang Vạn Thạch ý thức được vấn đề này rất quan trọng, cho nên lập tức đáp ứng. Thành Phục Châu, thế công của Tam Hương giáo một đợt tiếp một đợt, liên tục không ngừng. Tam Hương thần giáo, đao thương bất nhập, Tam Hương thần giáo, đao thương bất nhập, giáo chúng Tam Hương giáo hô khẩu hiệu rung trời, vùng binh khí đơn sơ, hướng về Thành Phục Châu triển khai tấn công mãnh liệt. Đập, đập chết bọn hắn, mau bắn tên! binh sĩ quan châu tiết độ phủ đảng khấu quân thủ vệ ở thành phục châu đang liều mạng ngăn chặn các loại binh khí phòng ngự hướng về giáo chúng tam hương giáo tiếp đón đánh cho người tam hương giáo vỡ đầu chảy máu không ngừng có thang bị đẩy ngã giáo chúng tam hương giáo trên thang tựa như thả sủi cảo từng người ngã xuống ngã be bét máu thịt ngoài thành phục châu đã xác nằm khắp nơi khắp nơi đều là giáo chúng tam hương giáo bị thương kêu trên thảm thiết máu tươi hội tụ thành dòng sông nhỏ đảng khấu quân tuy nhân số chỉ có 5-6 ngàn người, nhưng bọn họ dựa vào tường thành cao ngất, đánh cho Tam Hương Giáo khó tiến lên nửa bước. Chủ soái Tam Hương Giáo đổ bán tiên cưỡi ở trên lưng ngựa, không ngừng đảo quanh ở tại chỗ. Hắn nhìn thương vong thê thảm nặng nề lại trước sau không đánh hạ được, trong lòng cũng sốt ruột. Truyền xuống quân lệnh ta, toàn bộ binh mã đều ép lên tấn công mạnh cho ta, đổ bán tiên cũng bất chấp mọi giá, la lớn, chỉ cần có thể đánh vào thành, Tiền tài ta không lấy một xu, ai cướp được chính là của người đó, rất nhanh, quân lệnh đã truyền tới tuyến đầu. Các giáo chúng Tam Hương giáo đã không muốn đánh nữa nghe được sau khi đi vào có thể tùy tiện cướp, lại chấn chỉnh lại cờ trống, cầm đao triển khai tiến công. Đỗ Bán Tiên vì khảo nghiệm sự trung thành của các giáo chúng Tam Hương giáo này, muốn bọn họ tự mình phóng hỏa thiêu hủy quê nhà của mình. Bây giờ đám người Tam Hương giáo này đã không nhà để về, đã không có đường lui. Ở trong tiếng mệnh lệnh thúc giục của các cấp đầu mục, bọn họ kiên trì phát động từng đợt tiến công mãnh liệt. Uống vào nước bùa, cho dù chết, kiếp sau đầu thai cũng sẽ đầu thai một nhà người tốt, ở tiền tuyến tiến công của Tam Hương Giáo, có đầu mục sách thùng nước chứa nước bùa đến trước mặt giáo chúng Tam Hương Giáo, lớn tiếng cổ động. Trong thành đều là yêu nhân, trảm yêu trừ ma, đó là sẽ tích đức, lao vào thành đi, trảm yêu trừ ma, ở dưới các đầu mục dẫn dắt, rất nhiều giáo chúng Tam Hương Giáo uống nước bùa, trời giá rét để trần cánh tay công thành không cần mạng bọn họ một đám này đều là một nhóm người bị cao tầng tam hương giáo hoàn toàn mê hoặc bọn họ đã không sợ hãi tử vong cho dù có tên không ngừng mang người bên cạnh bọn họ bắn chết bọn họ cũng không hề úy kỵ dẫm thi thể sải bước lao về phía trước đối mặt tam hương giáo liên tục công kích thủ quân thương vong tuy không lớn nhưng vẫn duy trì trạng thái căng thẳng cao độ mỏi mệt không chịu nổi ở trên tường thành của thành Tây, một nam nhân mặt đầy vết rổ đi tới trước mặt một đô ý thủ quân. Lão đại, lão đại, đám người tam hương giáo này không cần mạng, các huynh đệ đều chết hơn 200 người rồi, đám người đảng khấu quân núp ở phía sau xem diễn, để chúng ta đẩy lên phía trước, cái này tính là chuyện gì, nếu lại đánh tiếp như vậy, tiền vốn ban đầu của chúng ta sớm hay muộn sẽ đánh hết. Một đám đảng khấu quân này là phó tướng Lý Hưng Sương ở cảnh nội huyện Ngọc Mã hợp nhất một đội ngũ nghĩa quân người mấy thôn bọn họ lúc trước cùng nhau khởi sự, binh mã có 8-900 người. Nhưng trải qua từng trận đánh, hôm nay còn sót lại hơn 500 người. Hôm nay lại thua mất hơn 200, khiến những người còn lại này đều bắt đầu sinh ra ý rút lui. Đô ý cầm đầu nhìn lướt qua các huynh đệ vết thương chồng chất dưới trướng, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Bọn họ đã tổn thất thê thảm nặng nề, nếu tiếp tục đánh, khẳng định sẽ đánh hết. Dưới trướng không có người, hắn liền không có chỗ dựa. Hắn có thể lên làm đô ý đảng khấu quân, dựa hết vào mấy trăm huynh đệ dưới trướng chống đỡ. Lão đại, tam hương giáo ngoài thành có hơn vạn người, chúng ta chỉ mấy ngàn người, khẳng định đánh không lại. Lại nói, chúng ta lúc trước đánh vào hoàng cung, chỗ tốt đều bị bọn Lý Hưng Sương chia cắt, chỉ cho chúng ta một ít đầu thừa đuôi thẹo, chúng ta dựa vào đâu ở nơi này bán lực lượng lớn nhất cho bọn hắn nha. Đô ý nhìn chung quanh một lần, Mặt đen xì nhắc nhở, con mẹ nó, thanh âm nhỏ chút, nếu để đảng khấu quân nghe được, người con mẹ nó phải đầu rơi xuống đất, như vậy, người đi cầu viện, cứ nói chúng ta mệt không chịu được, phải bỏ củ thay mới đi xuống nghỉ ngơi hồi phục, đổi người của Lý Hưng Sương đi lên ngăn cản một phen, mắt thấy người dưới trướng thương vong không nhỏ, quán giận không thôi, cũng không muốn đánh nữa, đô ý cầm đầu này cũng cảm thấy thế này không phải biện pháp. Hắn đành phải đi hướng phía phó tướng Lý Hưng Sương cầu viện hy vọng đổi bọn họ đi xuống nghỉ ngơi hồi phục một phen, được thở một hơi. Vâng, huynh đệ đó rất nhanh đã đi. Nhưng đi nhanh, trở về cũng nhanh. Không bao lâu, huynh đệ kia đã hùng hùng hổ hổ trở lại. Lý tướng quân nói như thế nào, khi nào đổi chúng ta đi xuống, đô ý thấy huynh đệ mình phái đi đã trở lại, vội cất bước đến trước mặt dò hỏi. Con mẹ nó, Lý Hưng xương tên chó đó nói trong tay không có người, muốn chúng ta tiếp tục ở nơi này chống đỡ, hắn nói chống đỡ hai ngày nữa, viện quân liền tới, đến lúc đó phát thưởng cho chúng ta, mỗi người ít nhất 10 lượng bạc, lời vừa nói ra, lúc này có người không vui. Con mẹ nó, hắn hôm trước nói viện quân hôm nay đến, nhưng hôm nay lại bảo chúng ta chống đỡ hai ngày, hắn toàn lừa dối chúng ta, đúng vậy, nếu viện quân không đến, vậy chúng ta chẳng phải đều phải chết ở chỗ này, lão đại, người tam hương giáo này không cần mạng, chúng ta lại cần mạng nha, lúc trước chúng ta kéo cờ chính là muốn cầu một đường sống, được hưởng ngày lành, nhưng bây giờ chẳng những không có cuộc sống an ổn, nói không chừng còn phải đặt cái mạng vào, ta không muốn làm nữa, đúng, ta cũng. Không muốn đánh nữa, cho dù Lý Hưng xương thưởng 10 lượng bạc, vậy đến lúc đó có mạng để tiêu hay không còn chưa nói rõ được. Tổn thất không nhỏ, thêm chi chậm chạp không thấy bóng dáng viện quân, dẫn tới mấy trăm gã đảng khấu quân này đã không muốn đánh nữa. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ, không đánh nữa, chúng ta cho dù tùy tiện tìm cái đỉnh núi làm sơn đại vương, cũng tốt hơn so với ở nơi này liều chết liều sống với tam hương giáo, đúng, đô ý do dự, nói, nhưng bên kia chính là đảng khấu quân đội đốc chiến, chúng ta nếu lâm trận bỏ chạy, đó là phải rơi đầu, sợ cái rắm, nếu ai dám ngăn trở lão tử, lão tử liền giết kẻ đó, đám nghĩa quân này sớm đã không phải dân chúng lúc trước cầm lên quốc liềm phản kháng du côn ác bá cùng đám quyền quý kia, vì cầu một con đường sống. Ở trong từng hồi chém giết chiến đấu, toàn thân bọn họ tràn ngập lệ khí, giết người phóng hỏa, cái gì cũng làm. Vậy được, chúng ta không đánh nữa, thấy mọi người dưới trướng không muốn ở nơi này liều mạng với người tam hương giáo nữa, đô ý cầm đầu cũng dứt khoát hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, quyết định thoát ly đảng khấu quân ở nơi này tiếp tục đánh, sớm hay muộn chết ở chỗ này. Nếu thoát ly đảng khấu quân, bọn họ trong tay có đao, vô luận đi đến nơi nào cũng có cơm ăn. Đi, mang theo huynh đệ bị thương, đi thôi, ở dưới đô ý dẫn dắt, mấy trăm nghĩa quân thu nạp không lâu tự tiện rời khỏi phòng tuyến mình phòng thủ. Đứng lại, tự tiện lui về phía sau, giết không tha, bọn họ vừa rời khỏi, một đội đốc chiến đảng khấu quân đằng đằng sát khí liền chặn đường đi của bọn họ lão tử không muốn đánh nữa, tránh ra, đô ý cầm đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn đội đốc chiến đảng khấu quân này, ý đồ bảo bọn họ nhường đường. Đi hướng phó tướng đại nhân bẩm báo, có người tự tiện rút lui, thỉnh cầu tiếp viện, nhìn mấy trăm người muốn chạy trốn rời khỏi, đội quan đội đốc chiến dưới trướng chỉ mấy chục người, lo lắng không ngăn được, cho nên trực tiếp phái người đi báo cáo lên cầu viện. Các huynh đệ, chém bọn hắn, đô ý kia thấy thế, trái lại cũng dứt khoát quyết đoán, trực tiếp hạ lệnh tấn công. Mấy trăm người cầm đao liền lao lên, cùng mấy chục người của đội đốc chiến đảng khấu quân hỗn chiến cùng một chỗ. Đội đốc chiến đảng khấu quân tuy sức chiến đấu không kém, được chó không ngăn nổi đàn sói. Chỉ thời gian một cái đối mặt, đã bị chém giết hơn 20 người, kẻ còn lại chật vật bỏ chạy. Đừng con mẹ nó đuổi theo nữa, đi nhanh, nhìn đội đốc chiến đảng khấu quân kia hướng về nơi xa chạy trốn, đô ý ngăn lại huynh đệ dưới trướng truy kích, dẫn theo bọn họ hướng về cửa Tây mà đi. Thành Phục Châu, Hoàng Cung Phó tướng đảng khấu quân Lý Hưng xương tọa trấn ở nơi này. Giáo chúng Tam Hương giáo tiến công đối với thành Phục Châu kéo dài 2 ngày, nhưng trừ bỏ lại thi thể khắp nơi, ngay cả đầu thành cũng chưa chạm đến. Ở trong mắt phó tướng Lý Hưng xương chỉ cần hắn thủ vững không ra, đám ô hợp Tam Hương giáo này không làm gì được mình. Chỉ cần đến lúc đó viện quân vừa đến, chính là lúc bọn họ phản công quy mô. Cộp cộp cộp, khi Lý Hưng xương tỏa trấn hoàng cung, bình tĩnh ăn gà nướng, nhắm rượu, một quan quân đảng khấu quân vội vã đến. Quan quân ôm quyền bẩm báo, phó tướng đại nhân, có một đô úy dẫn thủ hạ tự tiện rời khỏi khu vực phòng thủ muốn lâm trận bỏ chạy, còn tấn công đội đốc chiến của chúng ta, hả? Lý Hưng Sương lập tức vỗ một phát lên trên bàn, ai con mẹ nó chán sống rồi, dám có gan tấn công đội đốc chiến, quan quân nói, đầu lĩnh gọi là Trương Lão Tam, trước kia là một đồ tể ở huyện Ngọc Mã, dưới trướng có mấy trăm người. Ở sau khi biết được đối phương là nghĩa quân mới thu nạp không lâu, Lý Hưng Sương cũng bình thường trở lại. Đám người này vẫn luôn quân kỹ tan rã, đánh trận thuận lợi còn được, một khi chiến sự bất lợi, vậy lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất. Nhưng bây giờ ở trên lúc mấu chốt này, không thể tùy ý loại này xảy ra. Binh lực thủ quân bọn họ vốn đã không nhiều, còn chia ra thủ vệ bốn phía tường thành cùng hoàng cung các nơi quan trọng. Nếu đội ngũ khác cũng lâm trận bỏ chạy, vậy thành Phục Châu còn thủ hay không? Lập tức mang 500 tinh nhuệ đi trấn áp bọn hắn cho ta, ai dám phản kháng, giết không tha, Lý Hưng Sương là một lão tướng, tự nhiên sẽ hiểu trên chiến trường phải lập quy củ. Nếu không nghiêm túc xử trí đám đào binh này, chấn nhiếp người khác, vậy đội ngũ liền không dễ dẫn dắt. Vâng, một lát sau, 500 đảng khấu quân võ trang tận răng liền xuất động, bọn họ đi phụ trách trấn áp bộ đội sở thuộc trương lão tam lâm trận bỏ chạy. 500 gã đảng khấu quân này là Lý Hưng Sương từ Quang Châu tiết độ phủ mang đến, tuyệt đối trung thành, sức chiến đấu cường đại. Bọn họ rất nhanh đã đuổi kịp đám người trương lão tam chạy trốn, ở trên phố dài hai đội ngũ trực tiếp không nói hai lời, bắt đầu chiến. Lão đại, trương lão tam cùng người của đảng khấu quân ở trong thành bắt đầu đánh rồi, chuyện đảng khấu quân trấn áp đội ngũ trương lão tam rất nhanh đã truyền ra. Chuyện gì vậy, Đô ý lão khâu sau khi nghe được thuộc hạ bẩm báo, cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Người một nhà sao còn đánh nhau rồi. Trương lão tam không muốn đánh nữa, muốn đi, đội đốc chiến không cho, cho nên bọn họ liền chơi luôn đội đốc chiến, tự mình muốn đi. Lý tướng quân sau khi biết được, trực tiếp điều 500 đảng khấu quân đi trấn áp, cho nên hai bên liền bắt đầu đánh nhau. Sau khi nghe được tin tức này, sắc mặt lão khâu cũng trở nên âm tình bất định. Lý tướng quân điều 500 người đi trấn áp, đúng, đô ý lão khâu đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại, bắt đầu tự hỏi. Đảng khấu quân tổng cộng chỉ còn lại hơn 1.000 người, bọn họ đều bị đưa đi làm đội đốc chiến cùng thủ vệ các nơi quan trọng. Đội dự bị trong tay Lý Hưng Sương có thể trực tiếp nắm giữ cũng chỉ 500 người. Hôm nay người của Trương Lão Tam chế trụ đội dự bị 500 người này, cũng liền ý nghĩa trong tay Lý Hưng Sương không có người để dùng. Nghĩ đến đây, đô ý lão khâu trở nên có chút hưng phấn các ngươi đưa tay đây đô ý lão khâu sau đó gọi tâm phúc của mình đến trước mặt mình, khe khẽ nói nhỏ một phen với bọn họ. Rất nhanh, mấy tâm phúc này liền quay trở về đội ngũ của mình. Bọn họ lặng yên không một tiếng động rút khỏi khu vực phòng thủ của mình, trực tiếp xuống khỏi tường thành. Đối mặt đội đốc chiến đảng khấu quân ngăn trở, bọn họ trực tiếp bắn tên loạn một trận đánh tan đối phương. Mau, động tác nhanh chút, ở sau khi đánh tan đội đốc chiến đảng khấu quân, lão khâu dẫn dắt hơn 800 binh mã dưới trướng mình trực tiếp lao về phía hoàng cung ninh vương trong thành. Làm gì, đảng khấu quân thủ vệ ở ngoài hoàng cung nhìn rất nhiều binh mã dơ đuốc lao tới, lập tức rút đao quát hỏi. Giết chết hắn, lão khâu vừa dứt lời, mấy thủ vệ đảng khấu quân liền ngã xuống trong vũng máu. Địch tấn công, địch tấn công, một người trạm gác ngầm cách đó không xa nấp ở chỗ tối thế thế, xoay người nhấc chân bỏ chạy, vừa chạy còn vừa vương cổ họng hô to báo động trước. Mau, lên, lão khâu dẫn theo người sải bước đuổi theo. Còn chưa chờ thủ vệ đảng khấu quân đóng lại cửa, đám người lão khâu đã dết đến cửa. Các huynh đệ, dết vào, vàng bạc tài bảo, có thể lấy bao nhiêu tính bấy nhiêu, lão khâu vẽ mặt đầy dữ tợn, vung tay hô to. Dết, hơn 800 người dưới trướng lão khâu gùa vào, dết vào hoàng cung. Phó tướng đại nhân, có người làm phản rồi, đi mau, đám người lão khâu lâm trận quay giáo một đòn, đánh đám người Lý Hưng Sương một cái không kịp trở tay. Binh mã dưới trướng hắn đang trấn áp một đội ngũ khác lâm trận bỏ chạy, bây giờ trong tay hắn căn bản không có người để dùng. Giờ phút này thủ vệ bên người Lý Hưng Sương rất ít, bọn họ nhìn rất nhiều kẻ địch dắt vào, chỉ có thể lo lắng vây quanh phó tướng Lý Hưng Sương hốt hoảng bỏ chạy. Cũng may mục đích của đám người lão khâu không phải dắt Lý Hưng Sương, ngược lại nhằm vào tài bảo trong hoàng cung rơi vào trong tay đảng khấu quân. Bọn họ chưa đi đuổi dắt Lý Hưng xương trực tiếp chiếm lĩnh phủ khố. Ninh Vương Triệu Diễm những năm qua tích góp không ít tiền tài hàng hóa, Lý Dương Hắc Kỳ doanh phân đi không ít, thứ khác đều ở trong tay Lý Hưng Sương. Lúc trước trong tay Lý Hưng Sương có đảng khấu quân tinh nhuệ, các đạo nhân mã hợp nhất không dám có ý đồ với tài bảo. Nhưng bây giờ bọn họ gặp tam hương giáo vây công, đảng khấu quân trong tay Lý Hưng Sương tổn thất không nhỏ, đã không thể hình thành quản thúc chấn nhiếp có hiệu quả đối với những nhân mã hợp nhất này. Cho nên đám người lão khâu bí quá hóa liều, trực tiếp giết vào hoàng cung cướp đoạt vàng bạc tài bảo. Các huynh đệ, đều chuyển cho ta, có thể chuyển bao nhiêu tính bấy nhiêu, lấy xong thì chạy, đám người lão khâu mở ra phủ khố, bên trong là vàng bạc tài bảo thành từng rương. Không chỉ có ninh vương tiếp góp, còn có từ trong nhà quyền quý nhà giàu trong thành cướp đoạt, chồng chất như núi. Bọn họ thấy nhiều vàng bạc tài bảo như vậy, ai cũng hưng phấn không thôi, ra sức nhét vào trong lòng mình. Lý Hưng xương vị phó tướng đảng khấu quân này, từng ở đảng khấu quân cũng tính là một nhân vật. Nhưng hắn sau khi đánh vào Phục Châu, một đường công thành bạc trại, bành trướng. Một loạt quyết sách sai lầm, khiến thủ hạ tổn thất thê thảm nặng nề. Hôm nay cố thủ thành Phục Châu, lại gặp đội ngũ hợp nhất đâm dao. Hắn sau khi chật vật không chịu nổi chạy ra khỏi hoàng cung, tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Đám chó đẻ này, lão tử muốn chém bọn hắn, trơ mắt nhìn bọn họ cướp vàng bạc tài bảo của mình, Lý Hưng Sương tự nhiên không muốn. Lý Hưng Sương nổi trận lôi đình hô to, mang các nơi đội đốc chiến đều thu nạp trở về cho ta, chặn đám người này ở trong vương cung cho ta, hôm nay ta muốn đại khai sát giới, rõ, đối với các nhân mã hợp nhất này Lý Hưng Sương đã không tín nhiệm, hắn duy nhất tín nhiệm chính là binh sĩ mình từ Quan Châu tiết độ phủ mang đến. Hắn bây giờ muốn thu nạp đội đốc chiến phân công ra ngoài, hắn muốn thanh lý môn hộ, khi Lý Hưng Sương vị phó tướng đại nhân này đang thu nạp nhân mã, chuẩn bị cùng lão khâu chơi một trận lớn giáo úy bà Ngọc dẫn một đội nhân mã cũng tìm được Lý Hưng Sương hội hợp, mang đến một tin xấu cho Lý Hưng Sương. Phó tướng đại nhân, cửa nam thất thủ rồi, người tam hương giáo đã xông vào rồi, thủ quân trong thành vốn đã không nhiều, hơn nữa đội ngũ tương đối hỗn độn. Theo hai đội ngũ của Trương Lão Tam và Lão Khâu tự tiện rời khỏi khu vực phòng thủ, dẫn tới phòng thành trực tiếp xuất hiện khoảng trống phòng ngự. Người Tam Hương giáo hầu như không cần tốn sức thổi bụi đã đánh lên đầu tường, sau đó nhanh chóng mở rộng chiến quả. Chủ quân khác thấy thế, ùng ùng rút lui, trực tiếp tuyên cáo phòng tuyến sụp đổ toàn tuyến. Phục Châu, Mai Huyện, Bến Đò Thanh Phong Buổi trưa, rất nhiều binh sĩ đảng khấu quân đang lục tục lên bờ, bọn họ ở bên bờ xếp hàng, sau đó chạy vào đại doanh lâm thời bố trí ở nơi này. Đại đô đốc đảng khấu quân hồ quân ở dưới một đám thân vệ vây quanh, cũng bước lên đất Phục Châu. Nhìn bốn phía, chung quanh bến tàu dựng sừng sững từng kho hàng khổng lồ, trong cánh đồng nơi xa tọa lạc không ít thôn nhỏ. Ở cách đó không xa còn có một tòa binh doanh, ánh mắt đại đô đốc Hồ Quân dừng lại một lát ở trên chiến kỳ màu đen tung bay, lông mày khẽ nhíu lại. Bái kiến đô đốc đại nhân, đảng khấu quân tham quân Mạnh An trước một bước đến nơi này dẫn theo một đám tướng lĩnh chủ động đi lên nên đón. Mạnh An mở miệng nói, dọc đường sóc nảy mệt nhọc, mời đô đốc đại nhân tới trong doanh địa nghỉ ngơi trước. Ta đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, lát nữa tẩy trần cho đô đốc đại nhân. Đại đô đốc hồ quân một lần này là phụng quân lệnh quan châu tiết độ sứ tống chiến đến phục châu tọa trấn. Lúc trước trưởng sử quan châu tiết độ phủ tống đằng vốn muốn đích thân đến phục châu, nhưng bởi vì bùng nổ chiến sự với tần châu tiết độ phủ, hắn bị giữ lại bình thành điều hành lương thảo. Hồ quân vị đại đô đốc đảng khấu quân này nhảy vọt trở thành người phụ trách toàn quyền công việc phục châu. Được, đại đô đốc hồ quân ngồi thuyền đến nơi này, cũng có chút mỏi mệt, sau đó ở dưới mọi người vây quanh trực tiếp đến doanh địa đảng khấu quân thiết lập ở nơi này sau bữa tiệc tẩy trần các tướng lục tục lui xuống nghỉ ngơi đại đô đốc hồ quân thì giữ lại một mình tham quân mạnh an hai người thân thể thoải mái ngồi ở trên ghế trên bàn bày trà nóng bây giờ tình hình phục châu như thế nào nói đơn giản một chút cho ta bây giờ tiết độ sứ để hắn toàn quyền phụ trách xử lý công việc lớn nhỏ của phục châu đại đô đốc hồ quân cũng muốn tìm hiểu một phen tình huống phục châu Mạnh An trầm ngâm, sau đó nói, Đô Đốc Đại Nhân, bây giờ thế cục Phục Châu rất phức tạp. Một kiểu phức tạp như thế nào, Ninh Vương vừa chết, các lộ thế lực Phục Châu không còn áp chế, hôm nay đều ùng ùng toát ra. Mạnh An thở dài nói, bọn họ dơ cờ hiệu báo thù cho Ninh Vương, công phạt lẫn nhau, cướp đoạt địa bàn, khiến Phục Châu bây giờ là khói lửa nổi lên khắp nơi. Bây giờ ngay cả dân chúng trong những thôn hương giả kia đều cầm binh khí lên rồi. Bọn họ thiết lập chướng ngại vật, chặn đường đánh cướp, ngăn cản đường đi. Hôm nay cảnh nội Phục Châu đội ngũ dơ các loại cờ hiệu ít nhất có hơn 1.000 chi, bọn họ phân biệt chiếm cứ các nơi, nhân số ít nhất 10 vạn trở lên, đại đô đốc Hồ Quân nhíu nhíu mày nói, Lý Hưng Sương lúc trước không phải nói hắn đã hợp nhất các lộ binh mã sao, sao còn có nhiều đội ngũ như vậy, Mạnh An nhìn đại đô đốc Hồ Quân một cái, nói, theo ta biết, Lý Phó Tướng quả thật hợp nhất một ít đội ngũ. Bọn họ ở sau khi chiếm lĩnh thành Phục Châu, cũng hướng các nơi huyện thành phái binh ý đồ tiếp quản những nơi này vừa mới bắt đầu trái lại còn thuận lợi nhưng mấy ngày thời gian gần đây binh mã phân công đến các nơi liền gặp phải hào cường địa phương cùng sơn tặc giặc cỏ công kích đặc biệt thế lực lớn nhất tam hương giáo bây giờ các nơi huyện thành chúng ta chiếm lĩnh cùng đã mất đi lý phó tướng nghe nói đã dẫn thủ hạ lui về thành phục châu bởi vì những ngày qua tin tức đoạn tuyệt chúng ta đã mất đi liên hệ với lý phó tướng Hồ Quân không ngờ tình huống vậy mà nghiêm trọng như thế. Hắn còn cho rằng Lý Hưng Sương đã chiếm lĩnh một mảng lớn địa bàn cơ. Ai biết Lý Hưng Sương thế mà vô năng như vậy, thế mà chưa mở ra cục diện. Trần Phó Tướng đã dẫn thủ hạ đi về phía thành Phục Châu, nhắm chừng hai ngày tới có thể đến, đến lúc đó hẳn là sẽ có tin tức truyền đến. Ừm. Hồ Quân gật gật đầu. Tuy bây giờ thế cục cảnh nội Phục Châu rất phức tạp, thế lực dơ các loại cờ hiệu nhiều như lông trâu nhưng hắn một lần này dẫn dắt tinh nhuệ đảng khấu quân tới đây đám ô hợp kia hẳn là rất nhanh có thể quét sạch hồ quân hỏi mạnh an ta vừa rồi nhìn thấy binh doanh tả kỵ quân đông nam tiết độ phủ ở bên kia bọn họ bây giờ ở phục châu có bao nhiêu binh mã theo ta biết tả kỵ quân hắc kỳ doanh vẫn luôn chiêu binh mãi mã bây giờ tổng binh lực đã có trên một vạn năm ngàn người đóng quân ở bến đò thanh phong có hơn ba ngàn người đại đô đốc hồ quân sau khi nghe xong bẩm báo sắc mặt có chút khó coi. Một núi không chứa hai hổ, đại đô đốc hồ quân vẽ mặt đầy hung quang, nói, nếu tùy ý tả kỵ quân ở bên này chiêu binh mãi mã, vậy đối với chúng ta là một uy hiếp thật lớn nha. Tham quân Mạnh An cũng gật gật đầu, chúng ta nếu muốn chiếm lĩnh toàn cảnh Phục Châu, tả kỵ quân quả thật là một kình địch. Nói không chừng về sau chúng ta có một trận chiến. Lúc trước Quang Châu tiết độ phủ bọn họ tuy đã định ra hiệp nghị với Trương Vân Xuyên, muốn cùng nhau chia cắt Phục Châu nhưng ở trong mắt đám người đảng khấu quân đại đô đốc hồ quân điều kiện tiên quyết hai bên liên thủ là muốn cùng nhau đánh phục châu lúc đó binh lực bọn họ mỗi bên có thể xuất động không nhiều cho nên chỉ có thể liên thủ nhưng bây giờ phục châu ninh vương cũng bị xử lý vậy bọn họ liền từ người kề vai chiến đấu biến thành đối thủ cạnh tranh bây giờ bọn họ cần là từ trong tay đối thủ cạnh tranh cướp đoạt địa bàn phục châu đã sớm hay muộn có một trận chiến vậy tiên hạ thủ vi cường đại đô đốc hồ quân trầm ngâm sau đó nói thừa dịp bọn họ còn chưa lớn mạnh lên tiêu diệt bọn họ trước lời vừa nói ra tham quân mạnh an cũng bị dọa giật mình đô đốc đại nhân chúng ta bây giờ nếu tùy tiện ra tay đối với tả kỵ quân vậy tiết độ sứ đại nhân cùng trưởng sử đại nhân nơi đó không dễ ăn nói sẽ rơi vào một cái ác danh bội bạc ký kết minh ước với tả kỵ quân chính là trưởng sử tống đằng bọn họ bây giờ nếu ngoài mặt nghe theo sau lưng chống đối chủ động công kích tả kỵ quân, rất dễ dàng làm thượng tầng mất hứng. Không cần để ý những hư danh kia, hồ quân nói với Mạnh An, chỉ cần chúng ta tiêu diệt tả kỵ quân, chiếm lĩnh toàn cảnh Phục Châu, đến lúc đó tiểu đằng không những sẽ không trách tội chúng ta, ngược lại sẽ tưởng thưởng chúng ta. Hơn nữa, đảng khấu quân chúng ta nếu có thể chiếm lĩnh toàn cảnh Phục Châu, đó là 16 cái huyện nha. Đến lúc đó tiết độ sứ đại nhân và tiểu đằng cho dù muốn trách tội chúng ta, bọn họ cũng phải cân nhắc một chút ngươi cảm thấy thế nào tham quân mạnh an nhìn đại đô đốc trong mắt lộ ra tinh qua một lần trong lòng giật mình đồng thời cũng cảm thấy có đạo lý sau khi đại đô đốc hồ quân và tham quân mạnh an ở trong phòng khe khẽ nói nhỏ hơn một canh giờ mạnh an lúc này mới cáo từ rời khỏi hôm sau đại đô đốc hồ quân phái người đưa một thiệp mời đến trong doanh địa hắc kỳ doanh bến đò thanh phong mời hắc kỳ doanh lý cố tới dự tiệc thuận tiện bàn bạc chuyện hợp tác phòng thủ Lý Cố làm tướng lĩnh mới cuộc khởi của Hắc Kỳ Doanh, được Lý Dương để lại bến đò Thanh Phong, chính là vì khống chế bến đò này. Bọn họ và đảng khấu quân chia ra thủ bến đò, chặn vài lần sơn tặc tập tiếp quấy rối, ở chung với nhau cũng không tệ. Hắn tự nhiên biết đảng khấu quân đại đô đốc Hồ Quân hôm qua đến. Hắn thân là người Hắc Kỳ Doanh, là minh hữu của đảng khấu quân, đúng ra nên đi bái phỏng. Cho nên đối mặt đại đô đốc Hồ Quân đưa tới thiệp mời, hắn sau khi nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì hắn chuẩn bị một phần quà lúc buổi trưa đúng giờ đến tửu lâu trấn thanh phong phó ước lý tướng quân đảng khấu quân tham quân mạnh an tự mình ở cửa tửu lâu trấn thanh phong nên đón tỏ ra rất nhiệt tình mạnh tham quân lý cố cười chắp tay nói về sau vẫn là đừng gọi ta tướng quân ta chỉ là một tên thiên nhân trưởng mà thôi lý tướng quân nói đùa rồi lấy tài cán của ngươi sớm hay muộn đều sẽ làm tướng quân sau khi nghe được Mạnh An nói, Lý Cố ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng lại say sưa, rất hưởng thụ. Hai người sau khi đứng ở cửa hàng huyên vài câu, Mạnh An liền mời hắn đi vào. Đô đốc đại nhân nhà ta đã chờ ở bên trong, mời Lý tướng quân. Mời, Lý Cố không chút hoài nghi cất bước tiến vào khách sạn. Mạnh An dẫn hắn tiến vào một nhã gian lầu hai. Hồ đại đô đốc đâu, đứng ở cửa, Lý Cố nhìn trong phòng một lần, lại chưa nhìn thấy bóng người đại đô đốc hồ quân điều này làm hắn rất nghi hoặc lý tướng quân đại đô đốc nhà ta chưa tới lúc này hai binh sĩ thủ vệ ở cửa đột nhiên lấy ra đoạn đao gác ở trên lưng lý cố lý cố hôm nay đến dự tiệc cũng không mặc áo giáp hắn cúi đầu nhìn đoạn đao gác ở bên hông mình nhất thời ngây ngốc Hách kỳ doanh và đảng khấu quân của quan châu tiết độ phủ kết minh lúc trước kề vai chiến đấu quan hệ vẫn luôn không tệ nhưng bây giờ đảng khấu quân đột nhiên ra tay khiến lý cố ở ngoài kinh ngạc là phẫn nộ mạnh tham quân các ngươi có ý tứ gì lý cố trừng mắt nói ta chính là người của hắc kỳ doanh các ngươi làm như vậy phải tự gánh lấy hậu quả đối mặt lý cố chất vấn mạnh an mỉm cười lý tướng quân an tâm một chút chớ nóng mạnh an hướng về bên ngoài nhìn một cái chỉ thấy vệ binh lý cố mang đến cũng bị người của bọn họ khống chế trong lòng yên tâm hẳn mạnh an hô đi, dẫn Lý tướng quân vào nhà, ta trò chuyện cẩn thận với hắn. Lý cố bị giải trừ binh khí, mấy binh sĩ đảng khấu quân trói ngược hai tay của hắn ở sau lưng, đẩy vào phòng ngồi xuống. Mạnh An sau khi xoay người ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía Lý cố vẻ mặt đầy phẫn nộ. Lý tướng quân, ngươi cũng biết, hai nhà chúng ta tuy kết minh, nhưng đó đều là tạm thời. Mạnh An giải thích, hôm nay Ninh Vương đã không còn, hai nhà chúng ta vì sở hữu Phục Châu, khẳng định là phải phân ra một cái cao thấp. Lý Cố phẫn nộ nói, quyền sở hữu Phục Châu lúc trước thời điểm ký kết minh ước không phải đã nói rồi sao, chẳng lẽ Quan Châu các ngươi muốn đổi ý hay sao, ha ha. Mạnh A nói với Lý Cố, lúc trước chúng ta quả thật đã ký kết minh ước, nhưng ngươi cũng biết, có vài thứ không thể coi là thật, cuối cùng, vẫn là xem ai nắm đấm cứng, ngươi nói có phải đạo lý này hay không, một đám tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ, Lý Cố bây giờ xem như đã hiểu, đảng khấu quân muốn bội bạc, xé bỏ minh ước. Ha ha, Mạnh An đối mặt Lý cố mắng chửi, cũng không tức giận. Lý tướng quân, ta thấy ngươi trẻ tuổi đầy hứa hẹn, rất có tài cán, là tướng tài hiếm có. Mạnh An khuyên, ngươi theo tả kỵ quân không có tiền đồ gì, bây giờ mới chỉ là một thiên nhân trưởng mà thôi. Không bằng dẫn thủ hạ quy thuận đảng khấu quân chúng ta, đến lúc đó ít nhất cho ngươi một cái giáo ý để làm, ngươi cảm thấy thế nào, đối mặt Mạnh An chiêu hàng, Lý cố trừng mắt nhướng mày ta nhổ vào, ta tình nguyện ở Tả Kỵ quân làm thiên nhân trưởng, cũng không muốn làm bạn cùng các ngươi đám tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ này, Lý Cố lớn tiếng nói, Mạnh An, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thả ta, bằng không, đại nhân nhà ta sẽ không để yên cho đâu." Trầm, Lý Cố vừa dứt lời, một quan quân đảng khấu quân đứng ở bên cạnh hắn nâng tay liền cho mặt hắn một cú đấm. "A!" À, trên mặt Lý Cố trúng một cú đấm nặng nề, đau tới mức hít vào một ngụm khí lạnh. Quan quân đó lạnh giọng mắng, "Lý Cố, ngươi đừng không biết điều, ngoan ngoãn nghe lời, bớt chịu khổ một chút. Lý cố bị đánh một đấm, trong lòng phẫn nộ. Ta đê mờ ngươi, hắn đứng bật dậy, toàn bộ thân thể trực tiếp hút về phía quan quân này, đầu càng đập vào trên mặt đối phương. Rầm, a, à, quan quân này bịt mũi của mình ngã xuống, máu mũi cũng bị lý cố hút chảy ra. Hắn hỗn hển đứng lên, máu mũi giàn dụa. Con mẹ nó, không biết điều, thu thập hắn cho ta, quan quân lao máu mũi của mình phẫn nộ rống to mấy binh sĩ đảng khấu quân nghe vậy lập tức lao về phía lý cố hai tay bị trói chặt lý cố sau khi một cước đạp ngã một người lao thẳng về phía mạnh an ngồi ở đối diện nhưng vừa lao ra hai bước cổ chân hắn đã bị túm chặt thân thể hắn ngã rầm trên mặt đất mấy binh sĩ tiến lên hướng về hắn quyền đấm cước đá một trận lý cố hai tay bị trói chặt căn bản không bò dậy được nhất thời chỉ có thể cuộn mình ở trên mặt đất chửi ầm lên. Đồ chó, lão tử chỉ cần còn sống, lão tử thế nào cũng phải băm ngươi, rầm, a, à, có người vung ghế, trực tiếp hướng về lý cố đập xuống, chân của ghế rầm rầm vỡ vụn. Quan quân kia hùng hùng hổ hổ cũng cầm lên ấm trà, hắn đi đến trước mặt lý cố, hướng vào lý cố đập xuống. Ấm trà vỡ vụn, trên trán lý cố máu tươi đầm đìa. Quan quân đó túng tóc lý cố, hướng về khuôn mặt hắn vung nắm tay lên. Nắm đấm đánh rụng răng Lý Cố, máu tươi trộn lẫn với răng bay ra ngoài. Khi vài người tung đòn hiểm đối với Lý Cố, Mạnh An ngồi ở một bên hồi lâu mới lên tiếng. "Được rồi, đừng đánh nữa." Mạnh An khoát tay nói, "Lý tướng quân chính là khách quý, các ngươi sao có thể đối đãi khách nhân như vậy chứ?" Mấy người lúc này mới buông ra Lý Cố, Lý Cố máu tươi đầy mặt, răng cũng bị đánh rụng mấy cái, nhìn qua vô cùng thê thảm. "Lý tướng quân" đề nghị của ta vừa rồi ngươi cảm thấy thế nào ngươi chỉ cần quy thuận đảng khấu quân chúng ta vậy ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi mạnh an cười tủm tỉm nói ngươi nếu không đáp ứng những kẻ này dưới trướng ta đều là người thô lỗ ngươi chỉ sợ phải chịu khổ một chút lý cố bị một trận đòn hiểm hắn ngẩng đầu nhìn mạnh an nhếch miệng cười mạnh an ngươi cứ chờ đại nhân nhà ta trả thù đi lý cố nói với mạnh an ta nói luôn ở nơi này đảng khấu quân các ngươi có tên nào tính tên đó đều không có kết cục tốt. Lý Cố chỉ là một thiên nhân trưởng của Hắc Kỳ doanh, ở trong mắt Mạnh An, khiến gã khuất phục là chuyện rất dễ dàng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, đối phương thế mà cứng mềm không ăn. Cái này khiến trong lòng hắn có chút tức giận. Đảng Khấu quân bọn hắn kém Tả Kỵ quân ở chỗ nào, Lý Cố này thế mà cứng đầu, mặc kệ giáo úy Đảng Khấu quân không làm, thế mà muốn ở lại Tả Kỵ quân là một tên thiên nhân trưởng, cái này có phải đầu óc có bệnh hay không? rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Mạnh An cũng không có thời gian lãng phí tinh lực ở trên thân một thiên nhân trưởng nho nhỏ. Hắn trực tiếp nói với quan quân đảng khấu quân, dẫn theo hắn đi chiêu hàng, thu thập hắc kỳ doanh bến đò thanh phong, rõ, rất nhanh, rất nhiều đảng khấu quân liền bao vây doanh địa hắc kỳ doanh đóng quân ở bến đò thanh phong. Bọn họ đẩy lý cố bị trói gô lên phía trước. Người bên trong nghe, lập tức buông binh khí, đi ra đầu hàng, nếu không, ta sẽ giết lý cố, Đảng Khấu Quân đột nhiên bao vây doanh địa của bọn họ, khiến người Hắc Kỳ Doanh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn thấy Lý Cố cũng rơi vào trong tay Đảng Khấu Quân, càng chọc giận người của Hắc Kỳ Doanh. "Nhanh thả đại nhân nhà ta, thả người." Người Hắc Kỳ Doanh cầm binh khí, giằng co với Đảng Khấu Quân, ý đồ muốn Đảng Khấu Quân thả người. "Các huynh đệ, Đảng Khấu Quân bội bạc, xé bỏ minh ước." Lý Cố hô to, "Đừng hướng bọn hắn đầu hàng, bọn hắn chính là một đám tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ." Âm, Lý Cố vừa dứt lời, hắn đã bị đạp quỳ xuống. Các ngươi nếu không đầu hàng, đầu đại nhân của các ngươi sẽ không còn nữa, một giáo úy Đảng Khấu quân rút đao, cắt trên cổ Lý Cố, lớn tiếng uy hiếp binh mã Hắc Kỳ Doanh. Nhìn tính mạng đại nhân nhà mình bị Đảng Khấu quân nắm trong tay, đám người Hắc Kỳ Doanh là ném chuột sợ vỡ đồ, im lặng xuống. "Các huynh đệ, không cần lo cho ta, ta nếu chết rồi, nhớ báo thù cho ta." Lý Cố đối mặt uy hiếp trực tiếp kịch liệt dãy dụa hẳn lên. Giáo úy đảng khấu quân kia mắt thấy không có cách nào ép hắc kỳ doanh đầu hàng, trực tiếp một đao chém giết lý cố vị thiên nhân trưởng hắc kỳ doanh này. Tiến công, khốt cả doanh địa này cho ta, giáo úy đảng khấu quân ra lệnh một tiếng, rất nhiều đảng khấu quân hướng về doanh địa phát động tiến công. Các huynh đệ, báo thù, lúc này, cổng doanh địa hắc kỳ doanh đột nhiên mở ra, rất nhiều tướng sĩ hắc kỳ doanh lao ra dưới trướng lý cố trừ một ít nòng cốt là xuất thân hắc kỳ doanh kẻ khác đều là bọn họ gần đây mở rộng chiêu mộ những người này binh khí giáp trụ thiếu thốn nghiêm trọng cũng thiếu thao luyện bọn họ đánh giáp lá cà với đảng khấu quân chưa kiên trì bao lâu đã bị đánh tan lúc chạn vạn toàn bộ trấn thanh phong cùng với bến đò kho hàng các nơi đã rơi toàn bộ vào trong sự khống chế của đảng khấu quân đông nam tiết độ phủ phủ long hưng trời còn chưa sáng tri phủ khương hạo ngôn đã bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức tri phủ đại nhân tri phủ đại nhân khương hạo ngôn dụi đôi mắt của mình bên ngoài truyền đến tiếng hô của quản gia khương hạo ngôn vẽ mặt mang theo giận giữ hướng bên ngoài rống lên một tiếng trời còn chưa sáng đâu tru cái gì mà tru tri phủ đại nhân xảy ra việc lớn rồi thanh âm của quản gia theo sát sau vang lên có đại đội sơn tặc hướng về phủ thành chúng ta lao tới rồi khương hạo ngôn giật mình hắn làm tri phủ nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ có sơn tặc dám có gan có ý đồ với phủ thành khương hạo ngôn mở miệng hỏi sơn tặc ở đâu ra không biết là đến từ phương bắc quản gia nói người phía dưới nói sơn tặc này ước chừng có mấy ngàn người đó cái gì khương hạo ngôn nghe vậy cả kinh mấy ngàn người nhìn rõ chưa khương hạo ngôn cũng bị dọa giật mình cảnh nội phủ long hưng bọn họ có nhóm sơn tặc lớn như vậy sao quản gia sốt ruột nói, tri phủ đại nhân, chuyện bực này ta nào dám nói dối, nghe được có mấy ngàn sơn tặc hướng về phủ thành bọn họ, cơn buồn ngủ của Khương Hạo ngôn nhất thời bị dọa biến mất. Phải biết rằng, phủ thành phủ Long Hưng bọn họ bây giờ cũng chỉ một cái tuần bộ doanh mà thôi, binh lực chỉ hơn 500 người. Mấy ngàn sơn tặc này nếu thực đánh tới, vậy phủ thành khẳng định không thủ được. Bây giờ sơn tặc đến nơi nào rồi, bọn hắn dơ cờ hiệu gì, Khương Hạo ngôn vội mở cửa, cấp giọng hỏi quản gia. Lão gia, nghe người báo tin nói, sơn tặc không dơ cờ hiệu, cách chúng ta nơi này cũng chỉ nửa ngày lộ trình. Khương Hạo ngôn nghe được còn có nửa ngày lộ trình, trong lòng càng không bình tĩnh được nữa. Mau, truyền hiệu lệnh ta, hôm nay không được mở cổng thành, bảo tuần bộ doanh lập tức lên thành chuẩn bị nghênh chiến. Khương Hạo Ngôn cũng bất chấp suy nghĩ một nhóm sơn tặc này là từ chỗ nào toát ra. Hắn trực tiếp phân phó, bảo quyền quý nhà giàu trong thành mang gia đình hộ viện đều phái đến đầu tường đi trợ chiến cho ta, lập tức phái người hướng Giang Châu cầu viện, cứ nói lượng lớn sơn tặc muốn tấn công Phủ Long Hưng chúng ta, vâng, quản gia vội vã đi. Giờ phút này trời còn chướng sau khi quay về trong phòng mặc quần áo, liền trực tiếp đi nha môn tri phủ. Ở trong nha môn tri phủ, một đám cao tầng Phủ Long Hưng biết được tin tức đều đã đến. Bọn họ còn buồn ngủ mắt nhập nhèm, trên nét mặt mang theo một ít bối rối. Tri phủ đại nhân, nghe nói có sơn tặc đánh tới đây chuyện này là thật sao sơn tặc có bao nhiêu người nhìn thấy tri phủ khương hạo ngôn xuất hiện mọi người lập tức vây quanh hắn mồm năm miệng mười bắt đầu dò hỏi bọn họ những người này tuy đạt được một ít tin tức nhưng không toàn diện cho nên cần nhanh chóng biết được tình huống cụ thể để xác định có nên chạy hay không các vị đều yên lặng một chút khương hạo ngôn lỗ tai ông ông hắn đè tay xuống bảo mọi người yên tĩnh bây giờ quả thật có lượng lớn sơn tặc hướng về phủ long hưng chúng ta nhưng các ngươi không cần kinh hoảng nhân số sơn tặc không nhiều ta đã phái người thủ vệ các nơi sơn tặc cho dù đến đây cũng không đánh vào được khương hạo ngôn trấn an mọi người nói ta đã phái khoái mã đi giang châu cầu viện giang châu bây giờ có trấn nam quân hữu kỵ quân cùng giang châu quân các lộ đại quân bọn họ rất nhanh sẽ đến cứu viện khương hạo ngôn tuy nói như vậy mọi người vẫn còn sợ hãi các ngươi thân là quan viên phủ long hưng ta ở lúc này, nhất định phải việc ai người ấy làm, trấn an tốt dân chúng trong thành, đừng tự rối loạn đầu trận tuyến Khương Hạo Ngôn sau khi lựa lời trấn an một phen đối với mọi người, lúc này mới bảo mọi người giải tán. Phái người đi bảo vệ cổng thành, mang đám quyền quý trong thành đều ngăn trở cho ta, không thể để bọn họ chạy, đợi sau khi mọi người đi rồi, Khương Hạo Ngôn gọi một thân tín của mình, dặn dò kỹ càng một phen. Hắn là tri phủ phủ Long Hưng, hắn nếu chạy, vậy chính là mất thành mất đất, là phải rơi đầu hắn cần giữ lại những người này chung hoạn nạn với hắn trong tay những người này có bạc có gia đình chỉ cần bọn họ ở trong thành vậy bọn họ liền có sức chiến một trận với sơn tặc sau khi trời sáng tin tức sơn tặc đột kích đã truyền khắp phủ thành phủ long hưng sau khi tin tức này truyền ra toàn bộ thành thị đều tràn ngập ở trong khủng hoảng thật lớn không chỉ có các quan to hiển quý kia bình dân dân chúng cũng đều ùn ùn mang vác bọc hành lý kéo cả gia đình muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng cổng thành đã phong bế, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào, bọn họ đều bị chặn ở trong thành. Tri phủ Khương Hạo ngôn tọa trấn nha môn tri phủ, không ngừng phái người đi thăm dò tình hình địch. Theo thám báo không ngừng trở về, hắn đối với tình hình địch có hiểu biết tiến thêm một bước. Một đám sơn tặc này số lượng so với trong tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn, quy mô binh lực cao tới 8-9 ngàn người. Càng quan trọng hơn là, đám sơn tặc này đều là từ cảnh nội hải châu láng giềng Phủ Long hưng bọn họ tới đám sơn tặc này có thể là người dưới trướng trương đại lang đóng giả thành ở sau khi biết được tình huống này khương hạo ngôn lập tức có phán đoán của mình phải biết rằng cảnh nội phủ long hưng bọn họ quả thật có sơn tặc nhưng cũng không nhiều như vậy hải châu trải qua diệt phỉ quy mô lớn càng tuyệt tích đạo phỉ bây giờ tám chín ngàn sơn tặc đột nhiên toát ra vậy khẳng định có quan hệ rất lớn với trương đại lang nghĩ đến chuyện lúc trước đồn đãi nói trương đại lang chính là trương vân xuyên trong lòng khương hạo ngôn càng kết luận đám sơn tặc này chính là trương đại lang phái tới nhưng trương đại lang hôm nay xa ở trần châu người dưới trướng gã đóng giả thành sơn tặc tiến vào phủ long hưng của mình làm gì hắn trong lúc nhất thời không rõ chi tiết của đối phương ở dưới tình huống không làm rõ mục đích của đối phương hắn cũng không dám sơ ý hắn gọi con trai mình khương khắc định cùng khương khắc bình tới trước mặt mình dặn dò chi tiết đối với bọn họ bây giờ trương đại lang rất có khả năng đã nhằm vào phủ long hưng chúng ta muốn chiếm lĩnh nơi này của chúng ta. Khương Hạo Ngôn nói với hai con trai của mình, các con ở lại trong thành, thật sự là nguy hiểm. Lát nữa ta sẽ lại phái người đi hướng Giang Châu cầu viện, hai đứa các con đóng giả thành tính sứ, lập tức rời khỏi phủ thành. Các con sau khi ra khỏi thành đừng đi Giang Châu, trước tìm một chỗ nấp đi. Nếu phủ thành không có việc gì, các con về sau lại trở về. Khương Hạo Ngôn nói với con trai, nếu phủ thành bị công hãm, ta chết, các con cứ mang cửa hàng các thứ trong nhà chúng ta bán hết đi, đi ở nông thôn làm tài chủ, hai đứa con trai biết được lão cha mình có trách nhiệm giữ đất, không có cách nào rời khỏi. Bọn họ đành phải đáp ứng. Bọn họ sau khi thay quần áo tính sứ, lưu luyến không nở rời khỏi phủ Long Hưng. Cương Hạo Ngôn sau khi đưa con mình đi, toàn thân nhất thời thoải mái. Hắn tự mình đi lên đầu tường bố trí phòng ngự thành trì, hơn nữa ở trên thành lâu phát biểu diễn thuyết, thề muốn cùng tồn vong với thành thấy khương hạo ngôn vị tri phủ đại nhân này ý chí kiên quyết các quan to hiển quý không ra được trong thành bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ tiền bỏ sức giúp thủ thành vốn tin tức là sơn tặc buổi trưa có thể tới phủ thành phủ long hưng nhưng bọn khương hạo ngôn đợi mãi tới lúc chạng vàng sơn tặc lúc này mới chậm rì rì đến nhìn thấy đội ngũ sơn tặc bày trận hình ngoài thành đám quyền quý đầu tường vẽ mặt sợ hãi khương hạo ngôn cũng sắc mặt nghiêm túc rất hiển nhiên ngoài thành không phải sơn tặc gì cả chính là tả kỵ quân dưới trướng trương đại lang đóng giả thành sơn tặc bình thường đều là hò hét ồn ào là đám ô hợp nhưng một đội ngũ sơn tặc ngoài thành này đội ngũ chỉnh tề nghiễm nhiên là quân đội tinh nhuệ khi phủ thành phủ long hưng như đối mặt đại địch hải châu đoàn luyện sứ lâm hiền cũng đang đánh giá tường thành phủ long hưng hắn quan sát một lúc thu hồi ánh mắt của mình truyền lệnh xuống cắm trại lập doanh Lâm Hiền cũng chưa chuẩn bị triển khai tiến công đối với Phủ Long Hưng, chỉ là hù dọa đối phương một chút, tạo áp lực cho Giang Châu bên kia mà thôi. Huống hồ dưới trướng hắn đều là bổ sung doanh, thiếu giáp trụ binh khí cùng khí giới công thành, nếu thật sự đánh, tổn thất khẳng định cũng không nhỏ. Ở dưới mệnh lệnh của Lâm Hiền, 89.000, Sơn Tặc, đồn trú ở ngoài phủ thành Phủ Long Hưng. Phục Châu, cảnh nội huyện Trấn Tuyền. Trong doanh địa lâm thời của đảng khấu quân, Phó tướng Lý Hưng xương áo giáp tàn phá đang tay cầm chân gà, cặm từng miếng lớn. Bộ dáng ăn như hùng như sói đó của hắn, giống như đói bụng rất lâu rồi. Ờ, nhìn bộ dáng Lý Hưng xương quay hàm cũng phình lên, phó tướng Trần Hạo Nam ngồi ở đối diện hắn đưa cho hắn một chén nước. Lão Lý à, từ từ ăn, đừng để nghẹn. Phó tướng Trần Hạo Nam tốt bụng nhắc nhở một câu, sợ hắn chết nghẹn. Phó tướng Lý Hưng xương tiếp nhận nước, sau khi trút mấy ngụm, lúc này mới xấu hổ chậm lại tốc độ gặm ăn. Ở dưới Trần Hạo Nam nhìn chăm chú, Lý Hưng Sương ước chừng ăn hết cả con gà, ăn hai bát cơm to, lúc này mới vỗ vỗ cái bụng mình, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Lý Hưng Sương ngẩng đầu nhìn Trần Hạo Nam có chút không thể tưởng tượng, hắn có chút xấu hổ. Lão Trần Ngà, để ngươi chê cười rồi, ngươi là không biết, mấy ngày nay thiếu chút nữa chết đói ở trên đường. Lý Hưng Sương nghĩ đến tình huống mấy ngày qua, liền cảm thấy quất ức. Trần Hạo Nam tò mò hỏi, ta nói lão Lý, ngươi tốt xấu gì cũng là phó tướng đảng khấu quân ta, dưới trướng nhiều binh mã như vậy, sao bị làm cho chật vật như vậy, cái này không giống phong cách của ngươi nha, Lý Hưng Sương làm phó tướng đảng khấu quân, trước kia cũng tính là nhân vật uy danh hiển hách. Nhưng lần này phụng mệnh đến Phục Châu, lại thê thảm như vậy, Trần Hạo Nam cũng tò mò đã xảy ra chuyện gì. Lý Hưng Sương nhìn Trần Hạo Nam một lần, thở dài một hơi. Ai, chuyện này đều trách ta. Lý Hưng Sương nói với Trần Hạo Nam, đây vốn là cục diện tốt đẹp, chúng ta nhân lúc tinh thần cao đánh vào Phục Châu, còn giết Ninh Vương, cướp lấy lượng lớn tiền tài lương thực. Nhưng ta quá nóng vội, chưa chỉnh đốn tốt đội ngũ, đã muốn vượt ở trước Lý Dương, cố gắng cướp nhiều địa bàn. Lý Hưng Sương giải thích, ta mang binh mã trong tay đều phái ra đi cướp địa bàn, vừa mới bắt đầu coi như thuận lợi. Nhưng sau khi tin tức Ninh Vương bị giết truyền ra, hướng gió nhất thời liền thay đổi đám hào cường địa phương cùng quan viên kia dơ cờ hiệu báo thù cho ninh vương ùng ùng cử binh trong một đêm toát ra trên trăm đội ngũ cờ hiệu bởi vì binh mã của ta đều đã phân tán không kịp thu nạp cho nên đội ngũ ta phái ra rất nhanh đã bị đánh sập hoặc đánh tan mấu chốt là tam hương giáo lũ chó này cũng đến vô giúp vui điều này làm tình cảnh của chúng ta tục dốc không phanh đám nghĩa quân kia ta thu nạp càng lâm trận phản chiến cướp đoạt tài bảo ta chẳng những chưa bảo vệ được tài bảo ngược lại đánh mất phục châu Thiếu chút nữa đặt luôn cái mạng của mình vào, Lý Hưng xương nghĩ đến hắn từ đỉnh phong ngã xuống thung lũng, sau khi chạy ra khỏi thành Phục Châu, vốn muốn vào thôn tìm chút đồ ăn. Nhưng Phục Châu bây giờ con mẹ nó khắp nơi là phỉ. Nếu không phải bọn họ cảnh giác, trực tiếp bị đám thôn dân tay cầm binh khí kia chôn sống rồi. Nếu trước kia có đại quân trong tay, Lý Hưng Sương trực tiếp phái binh diệt thôn. Nhưng sau khi từ Phục Châu phá vây, người dưới trướng hắn hoặc chết, hoặc tan rã, chỉ còn sót lại mấy chục người hắn không biết kẻ địch có bao nhiêu, chỉ có thể chật vật mà chạy. May mắn ở nơi này gặp Trần Hạo Nam dẫn dắt bộ đội đảng khấu quân, bằng không, nói không chừng sẽ chết ở trong mương nước nào đó. Phó tướng Trần Hạo Nam sau khi nghe xong Lý Hưng Sương nói một phen, đối với cảnh ngộ của hắn cũng tỏ vẻ đồng tình. Dù sao Lý Hưng Sương dẫn thủ hạ làm bộ đội tiên phong tiến vào Phục Châu, hắn có thể đánh hạ thành Phục Châu, giết chết Ninh Vương, cái này coi như có công lao chỉ là không ngờ thế cục hậu phương phức tạp như vậy hắn ứng đối bất lợi lúc này mới tạo thành cục diện thảm bại chỉ có thể nói thời cũng là vận trần hạo nam hỏi lý hưng sương vậy ngươi kế tiếp làm thế nào lý hưng sương thở dài nói còn có thể làm thế nào chỉ có thể đi hướng về đô đốc đại nhân thỉnh tội hy vọng đô đốc đại nhân có thể xem ở trên phần ta không có công lao cũng có khổ lao có thể xử lý nhẹ trần hạo nam nhìn bộ dáng thê thảm này của lý hưng sương khẽ gật đầu Lý Hưng Sương bây giờ binh mã trong tay tuy đánh mất sạch sẽ, nhưng tốt xấu gì cũng là một viên lão tướng của đảng khấu quân bọn họ. Một lần quyết sách sai lầm dẫn tới thất bại không quyết định được cái gì. Trần Hạo Nam trấn an hắn nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ ở Đô đốc đại nhân nơi đó nói giúp ngươi. Ngươi bây giờ đã đến trong quân của ta, vậy trước nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt, dưỡng đủ tinh thần, đợi sau khi Đô đốc đại nhân đến, ta dẫn ngươi đi gặp Đô đốc đại nhân." Lão Trần vậy ta làm phiền rồi. Ai, huynh đệ nhà mình, nói những thứ này liền xa lạ rồi. Trần Hạo Nam nhìn Lý Hưng xương áo giáp tàn phá nói, ngươi lát nữa đi tắm một chút, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, có cái gì cần, cứ đánh tiếng. Đa tạ, Lý Hưng xương từ sau khi chạy ra khỏi thành Phục Châu, ven đường đã gặp không ít quân lính tản mạng cùng sơn tặc giặt cỏ, đánh vài trận. Nếu không phải thân vệ liều chết bảo hộ, hắn bây giờ đã không còn nữa hôm nay đến nơi an toàn, hắn cũng cảm giác cả người mỏi mệt, cần gấp ngủ một giấc thật ngon. Lý Hưng Sương ở sau khi cơm nước xong liền đi rửa ráy nghỉ ngơi, Phó tướng Trần Hạo Nam lại từ trong cảnh ngộ của Lý Hưng Sương thăm dò được một ít tin tức không tầm thường. Theo lý thuyết binh mã dưới trướng Lý Hưng Sương một độ cao tới hơn một vạn người, một phần lực lượng này không yếu. Cho dù hắn có nguyên nhân quyết sách sai lầm, nhưng thua thảm như thế vẫn khiến hắn đề cao cảnh giác. Rất hiển nhiên, tình huống cảnh nội phục châu bây giờ rất phức tạp các lộ thế lực so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn bây giờ thành phục châu bị người tam hương giáo chiếm lĩnh phó tướng trần hạo nam cũng chưa lập tức dẫn binh đi đánh ngược lại trở nên cẩn thận hẳn lên hắn triệu tập tướng lĩnh dưới trướng mình gia tăng trạm gác đồng thời phái ra lượng lớn trinh sát cùng thám báo đi thăm dò tình hình địch đang lúc trần hạo nam làm rõ tình hình địch thành phục châu chuẩn bị hướng thành phục châu xuất phát đi đòi lại mặt mũi cho lý hưng sương hắn nhận được một tín sứ đảng khấu quân đại đô đốc hồ quân phái tới ở sau khi xem xong thư của tín sứ trần hạo nam lập tức triệu tập các tham tướng giáo ý dưới trướng tổ chức một cuộc họp bí mật sáng sớm hôm sau bọn họ một lộ đại quân này chính thức xuất phát hướng về thành phục châu đi tới chỉ là khi bọn họ đi ngang qua huyện thành trấn tuyền đại quân lại ở ngoài thành dừng lại nghỉ tạm một giáo úy đảng khấu quân dẫn theo hơn 30 binh sĩ muốn vào thành đi dạo. Huynh đệ, muốn vào thành cũng được, phải để lại binh khí ở ngoài thành. Ở cửa thành, giáo úy đảng khấu quân này bị người hắc kỳ doanh ngăn cản. Giáo úy bực bội nói, ngươi nhìn cho rõ, lão tử là người của đảng khấu quân, binh khí này là thứ lão tử kiếm cơm, ngươi cảm thấy lão tử có thể giao binh khí cho người ngoài sao, một thập nhân trưởng của hắc kỳ doanh nói, huynh đệ, bây giờ huyện trấn tuyền thuộc về chúng ta quản, vậy các ngươi muốn vào thành, phải dựa theo quy củ của chúng ta. Con mẹ nó, để mặt ngươi không cần phải không, giáo ý đó siết nắm tay liền cho thập nhân trưởng của Hắc Kỳ Doanh, binh binh, mấy cú đấm vào mặt, đánh ngã thập nhân trưởng xuống đất. Các ngươi làm gì, muốn gây sự hả, thủ vệ Hắc Kỳ Doanh chung quanh thấy thế, ùng ùng xông tới. Giáo ý đảng khấu quân cùng hơn 30 người dưới trướng hắn căn bản không sợ, hai bên bắt đầu mắng chửi xô đẩy nhau. Rất nhanh, hai bên liền ở cửa thành bùng nổ xung đột. Giờ phút này ở trong nha môn huyện Trấn Tuyền, đám người hắc kỳ hội lý dương ngụy trường sinh đang tổ chức tiệc tẩy trần cho đám người lâm uy hàng hướng dương đường xa mà đến khi lý dương biết được cửa thành bùng nổ xung đột đang muốn đi xử trí hắn còn chưa chạy tới nơi đảng khấu quân đã phát động tiến công đối với huyện trấn tuyền trên đường cái huyện trấn tuyền binh sĩ hắc kỳ doanh nâng người bị thương đang hốt hoảng rút lui về phía sau chuyện gì thế lý dương ngăn cản một quan quân hắc kỳ doanh lớn tiếng hỏi đại nhân, đảng khấu quân không biết phát điên cái gì, đột nhiên triển khai tiến công đối với chúng ta, quan quân chỉ chỉ phương hướng cửa thành nói, bây giờ cửa thành bên kia đã bị chiếm lĩnh, bách nhân trưởng của chúng ta đã chết trận, giờ phút này phương hướng cửa thành tiếng hô giết trung trời, rất nhiều đảng khấu quân đang chen chúc cô vào. Trong thành khắp nơi đều là dân chúng kinh hải bỏ chạy cùng binh sĩ hắc kỳ doanh tan tác. Đảng khấu quân đột nhiên trở mặt, đánh bọn Lý Dương một cái không kịp trở tay lý dương hướng về phía cửa thành nhìn một cái chỉ thấy cờ xí hắc kỳ doanh bọn họ đã không thấy thay thế vào đó là cờ xí của đảng khấu quân thấy một màn như vậy sắc mặt lý dương trở nên rất âm trầm con mẹ nó đảng khấu quân đây là muốn đụng một chút với chúng ta hả ngụy trường sinh giờ phút này cũng rút đau hắn nhìn lý dương xin chỉ thị nói đại nhân ta đi điều đội ngũ tới đây hôm nay thế nào cũng phải cho lũ chó đảng khấu quân này một cái giáo hướng mới được nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.